Rất vui được chào mừng các con đến với môn âm nhạc của khối lớp 1 tiết 23 hôm nay. Chúc các con có một giờ học đầy vui vẻ. Trước khi đến với tiết học này, mời các con đến với chủ đề 6, đó là khám phá và nghe nhạc. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ khám phá những nội dung gì? Mời các con sẽ quan sát lên màn hình và ta biết thấy âm nhạc quanh em. Như vậy, các con hãy quan sát và cho con biết những sự vật nào được phát âm thanh nào. À, ta thấy ví dụ như tiếng máy bay, rồi tiếng xe tàu qua lại, tiếng của các bạn còn đứng ca hát, tiếng đàn và tiếng mọi người qua lại rất là nhiều, phải không các con? Ngoài ra có những tiếng của con vật nữa. Như vậy ta thấy âm nhạc là một cái nghệ thuật của âm thanh, và từ những âm thanh trong cuộc sống, loài người đã sáng tạo và ra một cái loại hình nghệ thuật này. Âm thanh phát ra từ cuộc sống ở chung quanh ta. Hàng ngày, từ lúc sáng tinh mơ cho tới lúc đi ngủ, chúng ta được nghe và thấy bao nhiêu điều rất là thú vị. Ví dụ như tiếng gà gáy sáng, tiếng chim hót, tiếng cười nói của mọi người chung quanh, tiếng sáo diều, rồi tiếng nước chảy róc rách, tiếng xe chạy, tiếng còi tàu, tiếng những bước chân đi, vân vân. Và có những tiếng không nghe, nghe không có rõ cao hay thấp, người ta gọi đó là tiếng động. Và từ những tiếng mà nghe rất rõ, trầm bổng hoặc là dài ngắn thì người ta gọi đó là âm thanh. Có thể nói âm thanh rất là phong phú trong cuộc sống của loài người và đã tạo ra ngày càng hoàn thiện hơn về nghệ thuật âm nhạc. Bây giờ các con hãy ngồi và quan sát bên mình có những vật nào có thể phát ra âm thanh. Có ví dụ như tiếng vỗ tay cũng phát ra âm thanh. Rồi tiếng bước chân. Bước chân đi cũng nghe âm thanh. Rồi ở bên cô, ví dụ như cô có hai cái thước, cô sẽ gõ vào nhau. Đều phát ra âm thanh. Ngoài ra bên cạnh con có những sự vật nào phát ra âm thanh? Và hôm sau các con sẽ nêu trên lớp cho các bạn biết với nhé. Và để thay đổi không khí tiết học, mời các con sẽ tham gia một trò chơi rất là đơn giản. Đó là âm thanh phát ra từ đâu. Như vậy, ví dụ con ngồi tại một vị trí bất kỳ và xung quanh mình có một số bạn hoặc là người thân của chúng con, của các con đang ngồi tại nhà, và con sẽ mời một số người đó sẽ phát ra âm thanh. Ví dụ là bạn bên phải sẽ phát ra một âm thanh nào đó, con bịt mắt lại, sau rồi con sẽ đoán âm thanh đó phát ra từ bên phải hay phát ra từ bên trái hay là đằng sau, đằng trước mình, vân vân. Và chúng ta sẽ đoán, đó là một cái trò chơi rất là thú vị đó các con. Và hôm sau chúng ta sẽ thực hiện trên lớp nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ luyện tập tại nhà. Ngoài ra, cô có một cách chơi tiếp theo, đó là ví dụ như trò chơi vận động. Thì trò chơi vận động gì? Giờ cô sẽ... đây là một chiếc đồng hồ, và chiếc đồng hồ sẽ phát ra âm thanh như thế nào các con? Nó sẽ phát ra là tích tắc, tích tắc. Và cách chơi của chúng ta thì các bạn sẽ giả làm tiếng tiếng âm thanh của tiếng đồng hồ. Tất cả chúng ta đều phát ra tích tắc, tích tắc. Hoặc là cách chơi thứ hai là một cái tiếng chuông. Thì tiếng chuông này chúng ta sẽ phát ra âm thanh bon bon bính bon bon bính bon, và chúng ta sẽ làm tiếng kêu của tiếng chuông. Và thứ ba là tiếng tàu chạy, thì chúng ta sẽ nghe cái âm thanh là xình xịch xình xịch xình xịch, và các bạn sẽ phát ra âm thanh tiếng còi tàu tàu chạy. Và bây giờ các bạn sẽ làm ba bạn đóng vai, một bạn đóng vai chiếc đồng hồ, một bạn đóng vai tiếng chuông, một bạn thì đóng vai tiếng còi, và ba bạn đều thực hiện một lúc. Người ta gọi đó là các bạn đã hòa tấu được rồi. Và khi các bạn đã hòa tấu lên một cái những cái âm thanh này đều phát ra cùng một lúc thì chúng ta nghe rất là vui nhộn, đó là bạn hòa tấu vui nhộn. Các con đã nắm được chưa nào? Mời các con thực hiện tại nhà nhé. Và để thay đổi không khí tiết học, bây giờ mời chúng ta sẽ nghe một bản nhạc. Và bản nhạc này, như lúc nãy cô đã hướng dẫn, nó là âm nhạc, nó là một cái ngôn ngữ chung, nhưng mọi người
Nó lại có một mang một cái đặc điểm riêng của từng dân tộc. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một bản nhạc Chú Voi Con ở bản Đôn của dân tộc Tây Nguyên. Và đặc biệt bản nhạc này có những cái gì hay và vui, và các con sẽ nghe và đoán cho cô nha. Rồi chúng ta đã nghe xong bài hát Chú Voi Con ở bản Đôn và qua phần nghe nhạc. Như vậy chúng ta đã nghe được những âm thanh gì nào? Ta thấy như ví dụ như là tiếng gì, tiếng đàn tơ rưng nè. Ngoài ra con nghe có tiếng nước chảy không? Có. Rồi có những âm thanh gì nào? Ta thấy rất là nhiều âm thanh, và những cái âm thanh này gọi là đặc thù riêng của dân tộc Tây Nguyên, được các cái nhạc cụ và đã hòa tấu lại với nhau, rất là vui phải không các con? Và về nhà mời chúng ta sẽ nghe lại kỹ hơn, và hôm sau chúng ta sẽ nêu lại trên lớp đó là những âm thanh nào trong cuộc sống, và đặc biệt là trong bài hát này, âm thanh trong cái bài hát này đó là những âm thanh của nhạc cụ nào thuộc về vùng Tây Nguyên. Và bây giờ mời chúng ta sẽ về nhà ôn lại cho cô những cái hoạt động chúng ta vừa học, đó là khám phá những âm thanh xung quanh ta và phần nghe nhạc. Ngoài ra chúng ta sẽ vận động cơ thể với cái bài Chú Voi Con ở bản Đôn này nhé. Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi tiết học của chúng ta, đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các con, chúc các con chăm ngoan học giỏi.